Xin chào mừng các bạn đến kênh Toyota Tân Cảng. Thì hôm nay bên Khoa lại giới thiệu cho các bạn một mẫu xe, đó là Toyota Camry 2.5Q đời 2017 ha bạn ha. Thì có màu ngoại thất là màu nâu vàng chủ đạo nha các bạn. Thì các bạn cũng thấy trên màn hình đây là một cái mẫu xe Camry đời 2017 2.5Q. Xe này mới đi được chỉ có 46.000 km thôi. Thì phải nói là trong tình trạng xe rất là hoàn hảo, rất là đẹp nha các bạn ha. Đó. Thì để nhận biết cái dòng Camry 2.5Q này thì các bạn cũng để ý đây. Đó, phía trước là cụm đèn Rosetter nè, có dãy đèn LED ban ngày nè các bạn ha. Và bên cạnh đó là cảm biến góc phía trước đây các bạn ha. Đó, nạ ga lăng. Còn rất là đẹp, rất là sáng nha các bạn ha. Phía trước những cái đường viền ốp đều được mạ rơm hết các bạn. Thì với một cái chiếc xe đã đi được khoảng 3 năm hơn rồi mà đi được 46.000 km thì theo tình trạng đánh giá thì và nó đi khá là ít và xe khá là hoàn hảo nha các bạn ha. Đó. Đây là bình thông xe đó bạn thấy không? Mẫu Camry này thì rất là đều về nước sơn nha các bạn. Đây. Những cái phần ghép nối trên những cái phần những cái ton bạn thấy không? Còn rất là đều. Đây. Những cái phần ghép trên capo các bạn thấy không, rất là đều chảy dài từ trước cái đằng sau luôn các bạn ha. Đây là lớp xe, đây còn gai còn rất là dày các bạn. Mâm xe thì chưa có một vết chày luôn. Xe đi 46.000 km thì phải nói trong tình trạng khá là hoàn hảo các bạn ha. Thì nếu mà các bạn nào đang có nhu cầu mà kiếm một cái dòng Camry 2.5Q á, thì trên thị trường hiện nay kiếm cũng khá là hiếm cho những cái chất xe còn đẹp nha các bạn. Nói với đặc biệt nữa là màu ngoại thất là màu nâu vàng này mà các bạn nào hợp phong thủy á, thì các bạn kiếm rất là khó vì hầu như Khoa thấy trên thị trường bán Camry đều là màu đen cả. Nhưng mà để kiếm một chiếc xe màu nâu vàng khá là khó bạn ha. Cụm đèn phía sau đó, và logo 2.5Q ha bạn ha. Thì đối với dòng Camry 2.5Q này phía sau các bạn để ý kỹ thì nó sẽ thấy là hai bô sau nha các bạn. Đây, xe được trang bị camera dê phía sau nè. Đầy đủ tính năng của một chiếc xe hạng sang nha các bạn ha. Phần cốp xe rất là rộng rãi luôn. Đó. Đây, cam kết không đâm đụng mà ngập nước, các bạn nhìn cái bon của hai bên dắt nè. Còn nguyên nha các bạn ha. Đó. Keo chỉ còn nguyên hết. Đây là bánh xe cua hả bạn ha. Việc lấy bánh xe cua cũng khá là dễ nha bạn ha. Có cái đầu móc treo đây. Đó. Rất là đẹp. Thì đầu năm 2021 này bên Toyota Tân Cảng bên Khoa về khá là nhiều dòng xe cũ rồi các bạn ha. Đó, thì các bạn nào đang có nhu cầu quan tâm thì cứ lên Toyota Tân Cảng bên mình xem xe. Thì trên đây là Khoa chỉ giới thiệu sơ cho các bạn về chiếc Camry 2.5Q đời 2017 thôi. À, xin lỗi Khoa đã lóc cửa rồi ha. Đây Khoa mới vừa mở cửa thôi các bạn ha. Cửa tiếng cửa đóng rồi. Còn rất là chắc nha các bạn. Xe thì có màu nội thất là màu đen các bạn ha. Thì đối với một dòng cao cấp thì option nó cũng khá là nhiều nè, như là cái ghế băng sau là mình có thể chỉnh điện nè, ngã ra chỉnh điện các bạn ha. Đây rồi chỉnh ngã lưng ghế phía sau nè, chỉnh rèm cửa nè, âm thanh nè, rèm che nắng nè. Đó, đây một có một cái rèm che nắng các bạn ha, thì mình chưa bấm nó lên thôi bạn. Trần xe đây. Đây khoang tài xế rồi ha. Ghế lái chỉnh điện nè. Nội thất da còn khá là mới nha bạn.
Thì Camry này là một mẫu sang trọng cao cấp nên đâm ra là ghế lái bên phụ cũng được chỉnh điện thôi các bạn ha. Đó. Tách lô còn rất là đẹp, đầu DVD theo xe nè. Số tự động có bán tự động cộng trừ luôn các bạn ha. Thì xe đi 40 mấy ngàn cây số nha các bạn, nên đâm ra là vô lăng cùi số phải còn khá là đẹp, nên mình thể hiện đúng cái chất xe mình đi ít nha các bạn ha. Đồng hồ 46.800 cây, coi như 47 ngàn các bạn ha. Thì bên khoa cam đoan với các bạn đây là đồng hồ đúng, không có tua đồng hồ nha các bạn. Vì Toyota Tân Cảng bên mình là theo quy trình của Nhật Bản nên đâm ra cái gì cũng phải chính xác và chuẩn hết nha các bạn. Đây thì ghế lái. Thì đối với Camry này thì cũng được là nhớ hai vị trí ghế này các bạn ha. Đó, nếu các bạn bấm vào đây nè thì ghế nó sẽ thụt ra thụt vô. Rồi Khoa mời các bạn hãy đi đến khoang động cơ cũng như là trái tim cái dòng Toyota Camry 2.5W này các bạn ha. Đó. Thì Khoa mới vừa mở capo lên đây các bạn. Đây, Camry thì nó sẽ có hai cây ti giữ cho mình ha các bạn ha. Ốc capo chưa mở nè. Đây là khối động cơ đang nổ máy nha các bạn, nhưng mà các bạn thấy nổ rất là êm nè ha. Đó, ốc thì chưa có tháo ra nè. Thì Khoa cũng xin nhắc lại đây là mẫu Toyota Camry 2.5W đời 2017. Thì bên Toyota Tân Cảng bên mình đang rao bán với mức giá là 920 triệu cho cái mẫu Camry này. Xe mới đi được có 46.000 km thôi. Thì nếu các bạn nào quan tâm xin hãy liên hệ với Khoa theo số điện thoại trên màn hình nhé. Và Khoa cũng xin cảm ơn các bạn vì đã làm phiền từ các bạn nãy giờ. Rồi cảm ơn các bạn ạ.